Xin mời quý vị khán giả cùng đến với phần điểm tin thời sự chiều. Tình hình hạn hán xâm nhập mặn khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long được dự báo sẽ còn tiếp diễn trong thời gian dài. Và trước tình hình này, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có công văn chỉ đạo các địa phương chủ động xác định thiệt hại và đề xuất các giải pháp đối phó trong mùa khô hạn. Theo thông tin từ các địa phương, hiện khu vực Tây Nguyên có hơn 70% diện tích canh tác bị hạn hán nghiêm trọng. Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long do mùa mưa năm 2015 đến muộn và không có lũ, nguồn sông Mekong bị thiếu hụt, mực nước thấp nhất trong vòng 90 năm qua đã làm gia tăng tình trạng nhiễm mặn, gây ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân. Để tháo gỡ một phần khó khăn cho các địa phương, chính phủ đã hỗ trợ 815 tỷ đồng. Ngoài ra cũng yêu cầu các địa phương, cơ quan liên quan rà soát, kiểm kê nguồn nước và dự báo sát tình hình thời tiết, thông tin đến người dân và các cấp chính quyền để chủ động đối phó với khả năng hạn hán kéo dài và mở rộng. Điều chỉnh cơ cấu mùa vụ tại các nơi không đảm bảo nguồn nước, không để người dân sản xuất tại những nơi thiếu nước và có nguy cơ thiệt hại kép. Trong những ngày này, thì nhiều hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc đang được tổ chức hướng về lễ giỗ tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng. Trong suốt từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 3 âm lịch, thì các hoạt động văn hóa, lễ hội và tín ngưỡng đã được diễn ra rải rác trên khắp địa bàn của thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Theo thông tin từ Hiệp hội Khách sạn tỉnh Phú Thọ, hiện Hiệp hội vẫn bố trí đủ số lượng phòng, đáp ứng lượng du khách về tham quan dự lễ. Trong ngày mai, thì lễ giỗ tổ Hùng Vương chính thức sẽ được diễn ra. Du khách có kế hoạch đến Đền Hùng vào ngày mai thì nên lưu ý sắp xếp thời điểm hợp lý, đảm bảo an toàn và sức khỏe cho bản thân và gia đình khi đến với lễ hội. Nằm trong các hoạt động hưởng ứng Festival Huế 2016, sáng nay Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức cuộc triển lãm ảnh với chủ đề Văn hóa du lịch và biển đảo. Với 450 hình ảnh tư liệu thuộc hai chủ đề chính, Thừa Thiên Huế, Trung tâm Văn hóa và Du lịch và Chủ quyền biển đảo Tổ quốc, triển lãm góp phần tuyên truyền giới thiệu về những thành tựu, tiềm năng, thế mạnh và kết quả đạt được của Thừa Thiên Huế trên các lĩnh vực văn hóa du lịch, khẳng định tiềm năng và triển vọng phát triển của thành phố di sản, thành phố văn hóa ASEAN, thành phố festival của Việt Nam. Đặc biệt với nội dung tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Tổ quốc, triển lãm góp phần khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, khẳng định ý chí độc lập, tự chủ, quyết tâm sắt đá của toàn đảng, toàn quân và toàn dân trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đêm qua và rạng sáng nay, một trận động đất mạnh 6,4 độ Richter đã làm rung chuyển đảo Kyushu phía nam Nhật Bản. Cùng với các dư chấn sau đó, thì trận động đất này đã gây ra tổn thất nghiêm trọng về người và tài sản. Theo báo cáo của chính phủ Nhật Bản, thì ít nhất 9 người thiệt mạng và hơn 900 người bị thương. Nhiều tòa nhà đã sụp đổ do ảnh hưởng của động đất. 15.000 hộ dân bị tạm cắt điện và hơn 1.300 hộ dân mất nước. Theo dự báo, thì thời gian tới sẽ còn nhiều dư chấn sau động đất, nên người dân được khuyến cáo tránh xa các khu vực nguy hiểm, ví dụ như các bức tường đổ. Giới chức Nhật Bản cho biết các lò phản ứng hạt nhân ở trên đảo không bị ảnh hưởng bởi trận động đất và vẫn hoạt động bình thường. Nhà chức trách cũng không đưa ra cảnh báo sóng thần. Trung Quốc ngày hôm nay đã công bố số liệu tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này trong quý 1. Theo đó, thì trong 3 tháng đầu năm, GDP của Trung Quốc đã tăng trưởng ở mức 6,7%. Số liệu chính thức được Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố cho biết, theo những tính toán sơ bộ, thì tổng sản phẩm quốc nội của nước này trong quý 1 đạt hơn 2,4 nghìn tỷ đô la Mỹ, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng trưởng này còn thấp hơn con số 6,8% của quý trước đó, vốn đã là mức tăng trưởng thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009. Sau nhiều năm phát triển nhanh, nền kinh tế Trung Quốc đang chững lại. Một phần nguyên nhân là do những nỗ lực của chính phủ trong việc chuyển hướng cơ cấu phát triển từ sản xuất sang dịch vụ. Chính phủ của Tổng thống Brazil Dilma Rousseff ngày hôm qua đã quyết định kháng cáo việc quốc hội nước này sẽ tiến hành bỏ phiếu bãi nhiệm Tổng thống. Thông cáo của cơ quan Tổng luật sư Brazil tố cáo quy trình nhằm đưa Tổng thống Rousseff ra xét xử ở quốc hội là vi phạm mọi nguyên tắc tố tụng và quyền bào chữa của nhà lãnh đạo này. Theo cơ quan này, cho tới nay, thì những người thúc đẩy việc phế truất Tổng thống Rousseff không đưa được bất cứ lý do cụ thể nào và chính xác nào để đưa bà ra xét xử. Trong khi đó, bà Rousseff cũng đã nhóm họp với các bộ trưởng và các nghị sĩ thuộc Đảng Lao động Cầm quyền để bàn biện pháp ngăn quốc hội phế truất bà. Tập đoàn công nghệ Microsoft ngày hôm qua đã đâm đơn kiện chính phủ Mỹ vì một đạo luật liên bang cho phép giới chức nước này kiểm tra thư điện tử của khách hàng hoặc các tập tin trực tuyến mà người dùng không hề biết.
Theo Microsoft, chính phủ Mỹ đã lạm dụng một đạo luật có từ lâu nhằm cho phép tòa án yêu cầu công ty này cung cấp thư điện tử hoặc các tập tin khác của khách hàng được lưu trữ trên hệ thống máy chủ, trong khi cấm Microsoft thông báo với khách hàng. Microsoft khẳng định điều này vi phạm các quyền hiến định về tự do ngôn luận và được bảo vệ trước những cuộc khám xét vô lý. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi phần điểm tin chiều. Xin kính chào tạm biệt.